Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con cái ông Giuse. Sách Giô-suê, chương 16, từ câu 1 đến câu 4. Phần con cái ông Giuse bắt thăm được khởi đầu từ sông Giô-đan đối diện với Jericho, đến vùng nước Jericho về phía đông, băng qua sa mạc từ Jericho lên đến núi Bết-ên, rồi từ Bết-ên tới Lút và đi về phía ranh giới của người Ác-ki ở Atarot. Sau đó xuống phía tây, hướng tới ranh giới của người Zep-lết, cho đến ranh giới Bết-khô-rôn hạ và đến Ge-ze, rồi dừng lại ở biển. Đó là gia nghiệp của hai con ông Giuse là Mơ-na-se và Ép-ra-im. Chi tộc Ép-ra-im. Sách Giô-suê, chương 16, từ câu 5 đến câu 10. Ranh giới con cái Ép-ra-im theo các thị tộc của họ. Ranh giới phần gia nghiệp của họ phía đông là từ Ét-rốt-ét-đa cho đến Bết-khô-rôn thượng. Ranh giới đó đi tới biển. Phía bắc có Mích-mơ-thát, phía đông hướng về Ta-anát, Silo, rồi băng qua đó, đi về phía đông Gia-nô-ác. Từ Gia-nô-ác, ranh giới đó đi xuống Atarot và Na-ara, gặp Jericho và đi tới sông Giô-đan. Từ Tép-bu-ác, ranh giới đó tiến về suối Cana ở mạn tây, rồi dừng lại ở biển. Đó là gia nghiệp của chi tộc con cái Ép-ra-im theo các thị tộc của họ. Ngoài ra còn có những thành dành cho con cái Ép-ra-im nằm giữa gia nghiệp con cái Mơ-na-se, tất cả những thành và làng mạc của các thành ấy. Nhưng họ đã không xua đuổi được người Canaan ở tại Ge-ze. Người Canaan ở lại giữa Ép-ra-im cho đến ngày nay, nhưng phải lo làm việc khổ sai.